Hello, mến chào cả nhà mình. Ngày hôm nay em review một số hình ảnh con cúp cánh én 70 đời 79-80, cuối đời 79-80. Em review một số hình ảnh cho anh em xem tham khảo. Con xe này đấu giá nguyên con nhật về, rất là đẹp, rất là xứng đáng để anh em sưu tầm. Những cái dòng xe cánh én này hiện tại bây giờ nó rất là ít, rất là hiếm. Màu cánh én màu lông chuột này rất là ít, rất là hiếm. Những anh em tín đồ đam mê dòng xe cánh én này thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em là 0979 396007 Zalo. Em sẽ trả lời từng cuộc gọi và từng tin nhắn của anh em. Em review một số hình ảnh cho anh em xem tham khảo trước. Anh em mà có nhu cầu thì cứ việc gọi em và nhắn tin em sẽ báo giá cho anh em từng khu vực, tại vì mỗi khu vực tiền phí ship nó lại khác nhau. Nên là anh em cứ việc gọi cho em, em sẽ báo giá sau. Còn phần chất lượng của xe thì là nguyên zin, zin 100%, không có lai một bất cứ một món nào, và sơn si nguyên zin, ốc tán rất là đẹp. Anh em xem hình, anh em mà chơi xe thì xem cái clip này thì cũng đánh giá được cái chất của con xe này nó đẹp cỡ nào, nó rất là đẹp đó. Cho nên là anh em xem và đánh giá thêm giùm em. Mọi chi tiết thì anh em cứ alo cho em thì sẽ biết giá cặn kẽ hơn. Nhiều khi em không có báo giá trên đây được, tại vì báo giá trên đây nhiều khi anh em chửi là này kia kia nọ, kêu này khùng điên ba trận gì, bán con xe cổ lỗ sĩ như vậy mà nó giá nó cao quá bằng con SH hay con Vision nữa thì cũng kỳ. Nên thôi anh em cứ gọi và nhắn tin cho em thì em sẽ trả lời cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em xem kênh cảm thấy yêu thích những dòng xe cổ của bên em thì cho em xin một lượt like, một lượt share, subscribe để bên em phát triển kênh một ngày một vững mạnh hơn. Giờ đây em mời anh em xem một nghe một khúc nhạc thư giãn. Hẹn gặp lại anh em những cái clip sau. Mến chào anh em.
Thank you.